Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật Các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ Được cập nhật từ ngày 10 cho tới ngày 14 tháng 6 là từ ngày thứ 2 cho tới ngày thứ 6 của tuần này Các thông tin sẽ được đề cập Đầu tiên là lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 7 đã được công bố Và trong bản lịch này đã được tăng lên ở một số diện ép thông tin thứ hai là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại và bổ sung giấy r 2a và diện cao 1 để nhiều hồ sơ cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi và thông tin thứ ba là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch du học thăm thân nhân và công tác chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin về di chú đầu tiên là lịch visa và lịch mở hồ sơ dành cho tháng 7 đã được công bố. Vào ngày 11 tây tháng 6, thì trung tâm visa NVC đại diện cho các lãnh sự quán họ đã công bố bản lịch mới hiện nay là tháng 7. Lịch visa và lịch mở hồ sơ dành cho tháng 7 thì có một số diện ép đã được tăng lên. Đặc biệt đối với lịch visa của diện F1 đã được tăng lên mạnh thêm đến 3 tháng rưỡi. Đây là bản lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 7, lịch visa và lịch mở hồ sơ mới nhất. Đối với lịch visa thì diện F1 hiện nay giải quyết tới ngày 22 tháng 10 năm 2015. Nghĩa là thời gian nộp từ lúc nộp hồ sơ bảo lãnh tới lúc mà chúng ta phỏng vấn Thời gian chờ ngắn nhất là 8 năm 8 tháng Đối với diện F2A thì ngày ưu tiên là ngày 15 tháng 11 năm 2021 Trong tháng 7 thì lịch F2A tạm thời đứng yên không thay đổi Và thời gian chờ là 2 năm 7 tháng Tuy nhiên đây là chỉ là thời gian chờ theo lịch trên visa này thôi Bởi vì cái diện F2A này đối với nước Việt Nam của mình thì hồ sơ chờ tại sở di trú Mỹ xét chấp thuận rất lâu, là thông thường là chờ từ 2 năm rưỡi cho tới 3 năm mới được xét tới chấp thuận rồi sau đó chúng ta mới làm 6 bước. Hồ sơ diện F2B thì lịch visa đã được tăng và hiện nay là ngày 1 tháng 5 năm 2016, thời gian chờ bảo lãnh thấp nhất là 8 năm 2 tháng. Ở diện F3 thì lịch visa là ngày 1 tháng 4 năm 2010, thời gian bảo lãnh là 14 năm 3 tháng. Còn ở diện F4 thì lịch ở ngày 1 tháng 8 năm 2007. Còn ở bản lịch mở hồ sơ dành cho các diện trong tháng 7 thì chỉ có tăng ở diện F2A và diện F3. Đối với lịch của diện F1 thì hiện nay là ngày 1 tháng 9 năm 2017. Thời gian từ lúc bảo lãnh cho tới mình chúng ta làm 6 bước là 6 năm 10 tháng. Ở diện F2A thì trên bản lịch mở là ngày 1 tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên thời gian chờ thực tế là khoảng 2 năm rưỡi tới 3 năm. Đối với hồ sơ diện F2B thì ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 1 năm 2017. Thời gian chờ hiện nay là 7 năm 6 tháng. Ở diện F3, thời gian là ngày 1 tháng 10 năm 2010 và chúng ta sẽ chờ là 13 năm 9 tháng. Và ở diện F4 thì ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 3 năm 2008. Thời gian chờ làm 6 bước là 16 năm 4 tháng. Thông tin về di chú kế tiếp là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại bổ sung giấy xanh R2A về diện K1. Đối với lịch hẹn phỏng vấn lại, hiện tại thì trên hệ thống của lãnh sự quán vẫn còn rất nhiều chỗ dành cho tháng 6 và tháng 7. Đây là loại lịch hẹn dành cho các hồ sơ đã từng bỏ lỡ ngày hẹn phỏng vấn chính thức của lãnh sự quán gửi. Hoặc là trong ngày phỏng vấn thì không đem đầy đủ giấy tờ, cho nên lãnh sự quán họ yêu cầu là về đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới trên hệ thống. Đối với lịch hẹn phỏng vấn dành cho diện cao 1 hôn phu hôn thê, thì trên hệ thống hiện nay của diện cao 1 đã không còn chỗ nào trống. Hiện nay các hồ sơ đang chờ lãnh sự quán tiếp tục mở thêm chỗ dành cho tháng 7 và kể cả tháng 8. Ở lịch bổ sung giấy xanh R2A thì trên hệ thống lãnh sự quán cũng đã mở thêm chỗ dành cho tháng 6 và đầu tháng 7. Đây là lịch dành cho các hồ sơ đa số là theo diện vợ chồng vào gặp lãnh sự quán để bổ sung thêm bằng chứng mối quan hệ sau ngày hẹn phỏng vấn chính thức và lãnh sự quán họ chưa tin tưởng là mối quan hệ này là thật. Và thông thường thì lịch hẹn này chỉ dành vào buổi chiều. Hiện nay bên Điệp có hỗ trợ dịch vụ cho cô chú và các anh chị sau khi chúng ta nhận được thư hiện phỏng vấn. Là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định của lãnh sự quán. Và kiểm tra lại các hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần phải nộp lên hệ thống CAAC với trung tâm visa đã đầy đủ hay chưa, theo đúng như yêu cầu của lãnh sự quán. Và đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa dành cho cô chú và các anh chị trước buổi hẹn phỏng vấn. Nếu như cô chú và các anh chị cần dịch vụ hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với Điệp thông qua email này hoặc nhắn tin vào số Zalo này, Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị. Thông tin tiếp theo để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Theo trung tâm visa NVC đã cập nhật, bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống các loại visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Theo thông tin được Trung tâm Visa NVC cập nhật, thì tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, diện B1-B2 du lịch và công tác tuần này có phần giảm xuống thời gian chờ. Hiện nay chỉ cần 9 ngày là có buổi hẹn phỏng vấn chống. Visa diện du học hoặc là cho đổi sinh viên, thời gian chờ là 8 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ chỉ có 2 ngày. Còn tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc này thời gian chờ lịch visa của diện lịch phỏng vấn của diện du lịch và công tác B1 B2 có phần tăng lên cao là chờ đến 28 ngày mới có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là cho đổi sinh viên thì thời gian chờ là 26 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ là 5 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của đẹp nha và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này cảm ơn cô chú và các anh chị